mọi người. Hôm nay là buổi học đầu tiên trong năm thứ 3 ở trường đại học của mình. Và bây giờ mình đã dậy rồi, hiện tại là gần 6 giờ sáng. Mình vừa dậy rồi, mình đang rửa mặt, mình đã thay quần áo rồi. Bây giờ mình sẽ trang điểm một chút, kiểu đánh son sau bôi kem chống nắng các thứ. Sau đấy mình sẽ chuẩn bị đến trường nhá. Mình đang sắp muộn học rồi, bây giờ mình cần phải nhanh lên một chút. Hey, mình đã make up sương sương xong rồi trong 5 phút. Và bây giờ mình sẽ phải soạn sách vở. Xong mình sẽ, chắc là mình sẽ lấy đồ ăn sáng ở nhà đi luôn. Mình sẽ ăn đơn giản thôi, ăn bánh ngọt và uống sữa. Sau thì mình sẽ đi học. Mình có 5 phút để chuẩn bị. Lâu lắm rồi có giảm nữa đâu. Ê, uống nước gì để đau xuống gọi. Nước gì để nước còn đau của nước lọc thôi. Có nước, có trà chanh trà này. Mình cũng còn chụp cái này thực sự đẹp. Ê, có chụp không? À, chụp chụp đẹp. Ừ, review hả? Review hả? Tôi thấy là cái tóc là hơi ngọt. Review này có ok, ok, cậu. Ít cứng mất tỉ. Thì tớ thử miếng tóc luôn, đồng luôn nhá. Ừ. Châu rồi cơm cánh. Ồ, ngọt thật. Đây là kim bắp mong. Ông trời đầu tiên lên à? Ôi sao ngọt thế?
ngọt? Tóc ấy. Ừ, thì phô mai. Đâu con thì có phô mai. Tóc, lớp phô mai của mình. Ôi trời. Đây là tóc dán với cả. Why do I try? Lại là mình đây mọi người ạ. Hiện tại thì mình đang ở nhà của mình. Nhưng mà bây giờ mình phải chuẩn bị đồ để về Bắc Ninh. Tại vì là mai thì mình có chút việc ở Bắc Ninh, là mình sẽ phải về Bắc Ninh. Mặc dù bây giờ mới là giữa tuần. Cũng may là sáng mai mình không có ca học. Nhưng mà xong đấy thì chiều mai mình sẽ phải lại lên Hà Nội để tiếp tục đi học vào sáng thứ 6. Nên bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ để về Bắc Ninh nha. Why do I try? You may think about the business place. Bà đang có đúng một cái hình nhất là cái hình logo. One over three equal to one over one over. Thứ bảy nhưng mình vẫn phải đến trường mọi người ạ. Tại vì mình cần phải nộp báo cáo thực tập. Hôm qua thì mình đã ngồi edit báo cáo thực tập, ngồi format báo cáo thực tập các thứ đến 1 giờ sáng gì đấy. Và bây giờ mình sẽ phải đi in này, xong rồi mình sẽ đến trường để nộp cho anh trưởng nhóm. Và thế là mình sẽ hoàn thành môn thực tập dự khóa. Let's go. Why do I try?